Trước tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế chính sách để sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn nhằm mua bán hóa đơn trái phép thu lợi bất chính, Cục Thuế tỉnh Long An vừa có văn bản yêu cầu các chi cục thuế khu vực, huyện chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa, xử lý. Cục Thuế yêu cầu các chi cục thuế khu vực, huyện chỉ đạo thường xuyên giao cho bộ phận chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp với các đơn vị truyền thông công khai thông tin doanh nghiệp có hành vi mua bán hóa đơn để nêu gương, góp phần cảnh tỉnh các đối tượng đã và đang có ý định vi phạm pháp luật về hóa đơn. Đồng thời chỉ đạo tất cả các phòng thanh tra, kiểm tra, phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và các chi cục thuế khu vực, huyện rà soát, giám sát chặt chẽ, kịp thời đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về hành vi in, phát hành, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chủ động phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra hoặc chuyển hồ sơ xử lý theo quy định đối với người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp để ngăn chặn kịp thời và có biện pháp phòng ngừa, tránh gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách nhà nước.